OK. Đã em đi. 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 OK. Đóng sao rồi? Oh,
cái sân khấu to nhất mà mình từng được diễn á. U4 mà có cái sân khấu như vậy ha. Cái sân khấu như này thì nó sẽ mình nghĩ là sẽ mãn nhãn lắm. Ở cái sân khấu này cũng rất là khủng bố. Để bạn giám khảo xem rồi kia. Ừ, trong đó hả? Để là viết đi. Đúng rồi. Đúng rồi. Ông nhưng mà hình như là nó sẽ có một cái như mấy ngày này cũng bật. Đến ngày đó thì bật. Ngày này bên đây bật một tiếng. Bánh mì là người tạo ra một cái này được. Mình sao một vài chuyện. Mọi người vui không? Mình thì cũng rất là vui. Không biết nói là hôm nay có tuyệt vời. Đó chính là nay sao anh? Mọi người đang ngủ gãy rồi, gục ngã rồi. Anh biết cái bài của anh được mọi người hát quá trời không? Vậy hả? Đúng rồi. Anh đi không nghe gì hết, cứ tưởng là mọi người. Có đâu, người hát hay nhiều lắm á. Vậy hả? Đúng rồi. Lên đồng nai. Mọi người đến đi. Dạ, dạ ok. Trời ơi, Long Đồng Nai, em cũng là ở Đồng Nai. Là sao? Em Đồng Nai hả? Dạ đúng rồi, yeah. Em là... Tôi biết ông đi rồi, mà đi ở đây. Em đi cái này là gì Đi. Sao cô không lên hát cô? Tôi sợ chả ai dạ một lần nữa. Ok. Ok chân. Không. Ok. Đại em đi. 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 Giáp Việt All Star Concert 2023 đón xem phần tiếp theo với chất lượng 4K siêu nét vào lúc 20 giờ thứ bảy hàng tuần duy nhất trên VOON.